trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan. Cho rằng mình không có tội và bị kết oán sai, cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan bản án 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Ngày 5 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội trong vụ án nhận hối lộ và tha trái pháp luật cho người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Ông Lê là người duy nhất có đơn kháng cáo trong số 4 bị cáo liên quan đến vụ án. Theo đơn, cựu đại tá kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng không có tội và bị kết án oan. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng cảnh sát hình sự, bị tuyên án bằng thời hạn tạm giam 10 tháng 28 ngày và được trả tự do ngay tại tòa, tội tha trái pháp luật người bị bắt, người bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành án phạt tù. Cùng tội danh với Châu, bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu đội phó cảnh sát hình sự, bị tuyên 6 tháng tù treo. Lê Đình Trung, cựu đội phó cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, lãnh 4 tháng 12 ngày tù, trừ thời hạn bị tạm giam và đã chấp hành xong. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc truy thu số tiền 110 triệu đồng mà Phùng Anh Lê hưởng lợi bất chính để sung quỹ nhà nước. Quá trình xét xử, bị cáo Phùng Anh Lê phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng mình không nhận tiền, không phạm tội và sẽ kêu oan đến chết. Trong khi đó, ba bị cáo cấp dưới là Ngọc, Châu và Trung thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo thành khẩn và cho hay làm theo chỉ đạo của cấp trên thời điểm đó là ông Lê, mong tòa xem xét. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, các bị cáo đều là những người được đào tạo, bồi dưỡng, trưởng thành trong lực lượng công an nhân dân, được giao trọng trách đảm bảo an ninh trật tự nhưng đã vi phạm điều lệnh, vi phạm quy định pháp luật dẫn đến phạm tội. Hành vi của bị cáo vi phạm các quy định, quy tắc trong hoạt động tố tụng hình sự, xâm phạm trật tự trị an, gây ảnh hưởng uy tín cơ quan tố tụng, nhất là cơ quan điều tra, gây mất niềm tin trong nhân dân, vì vậy cần xử lý nghiêm minh. Nhất là trong bối cảnh tội phạm tham nhũng, tiêu cực cần phải xử lý nghiêm khắc như hiện nay, hội đồng xét xử đánh giá. Tòa đánh giá có đủ cơ sở khẳng định bị cáo Lê đã nhận 110 triệu đồng tại phòng làm việc, sau đó chỉ đạo miệng cấp dưới thả Nguyễn Hữu Tài, nghi phạm đang bị điều tra trong vụ bắt giữ người, ra khỏi nhà tạm giữ không theo trình tự thủ tục pháp luật. Vì vậy, bị cáo Lê là người chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm trực tiếp trong việc cấp dưới thả người trái pháp luật. 48 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ. Trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người chết, 51 người bị thương, giảm so với 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4. Chiều ngày 4 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, so với đợt nghỉ lễ 4 ngày dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, số vụ tai nạn giảm 24%, số người chết giảm 12% và người bị thương giảm 39%. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 41.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng, tạm giữ hơn 940 ô tô, 12.700 mô tô, tước gần 6.300 giấy phép lái xe các loại. Nồng độ cồn là lỗi vi phạm chủ yếu với gần 9.000 trường hợp, phạt tiền 40 tỷ đồng. Trong đó gần 3.000 trường hợp có nồng độ cồn cao nhất trong khung xử phạt, quá 0,4 mg trên lít khí thở và gần 150 người chống đối không kiểm tra cồn. Nhà chức trách ghi nhận gần 800.000 trường hợp vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường cao tốc, phạt tiền 10 tỷ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là quá tốc độ từ 5 đến 10 km/h với hơn 4.300 trường hợp. Hơn 2.000 xe cơi nới thành thùng, quá tải đã bị xử lý, số tiền phạt hơn 100 tỷ đồng, trong đó gần 1.100 trường hợp quá khổ giới hạn, hơn 400 xe tự ý cải tạo. Trên đường thủy nội địa, cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn 510 trường hợp, phạt tiền hơn 600 triệu đồng. Trong đó vi phạm nhiều nhất là lỗi chở quá vạch mớn nước an toàn với hơn 370 trường hợp. Ùn tắc xảy ra ở nhiều tuyến đường. Cục Cảnh sát Giao thông đánh giá, đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện tăng cao nhất từ sau dịch COVID-19. Từ 16 giờ ngày 31 tháng 8, số người từ Hà Nội về quê lớn khiến các tuyến đường như Giải Phóng, quốc lộ 1A đoạn qua Ngọc Hồi, Thanh Trì, cửa ngõ như Nhật Tân, Nội Bài và bến xe Giáp Bát, nước ngầm bị ồn ứ. Riêng vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện tăng đột biến, tập trung tại các điểm giao Bixi, Nguyễn Xiển, Pháp Vân. Tới hơn 23 giờ ngày 31 tháng 8, tình hình giao thông mới trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định. Từ khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 đến trưa ngày 4 tháng 9, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến cửa ngõ và nội đô có xu hướng gia tăng trở lại do người dân di chuyển từ các địa phương về Hà Nội. Vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân, Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện ùn ứ. Đến 18 giờ ngày 3 tháng 9, khi xuất hiện lỗi thẻ thu phí không dừng, cảnh sát đã yêu cầu xả trạm nút Thường Tín để đảm bảo lưu thông. Hiện nút giao tại km 220 Liêm Tuyền trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội xảy ra tai nạn, cảnh sát tạm thời cấm phương tiện đi vào.
Tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp danh, tình trạng ùn tắc cũng xuất hiện trên các tuyến đường từ chiều 31 tháng 8 đến trưa ngày 1 tháng 9. Đặc biệt là cửa ngõ ra vào thành phố như hướng đi miền Đông hay quốc lộ 1 đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long. Chiều ngày 3 tháng 8, tuyến quốc lộ 60 khu vực cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm từ 15 đến 17 giờ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông, trong đó trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm 2 lần. Đào vàng trái phép. Trong những ngày nghỉ lễ, nhiều người đến hai bãi vàng tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn khai thác trái phép tìm kiếm vận may. Huyện miền núi Phước Sơn có trữ lượng vàng lớn thứ hai cả nước chỉ sau mỏ Bồng Miêu, huyện Phú Ninh. Ngày 4 tháng 9, tại bãi vàng 699, thôn 3, xã Phước Thành, hàng chục người dựng lán trại đào vàng trái phép. Khu vực này là rừng sản xuất, cách trung tâm xã hơn 2 km nhưng bị đào bới nham nhở. Từ sáng sớm, những người đào vàng đi xe máy đến tận bãi. Ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch xã Phước Thành cho biết bãi vàng 699 trước đây được cấp phép thăm dò khoáng sản cho một doanh nghiệp nhưng đã hết hạn hơn 2 tháng trước. Gần đây, một số người ở nơi khác đến và người tại địa phương khai thác trái phép. Từ cuối tháng 7 đến nay, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện đã 3 lần truy quét, đẩy đuổi nên nghĩ không còn nữa. Ông nói và cho hay, ngày mai sẽ kiểm tra thực tế để xử lý. Một lán trại khai thác vàng được dựng tạm bợ ở giữa rừng sản xuất, trong lán có nhiều vật dụng sinh hoạt. Căn hầm được chống đỡ bằng cây tạm bợ để thợ vào phía trong đào vàng. Thấy người lạ, những người khai thác vàng nhanh chóng lẩn trốn. Tại một địa điểm khác, vàng tặc để lại phương tiện, bỏ trốn vào rừng khi thấy người lạ xuất hiện. Ghi nhận tại bãi có hơn 5 máy xay đất đá lấy vàng, quặng đất đá. Quặng đất đá đào trong hầm được chuyển ra và cho vào máy xay nhỏ cùng với nước. Những người khai thác vàng kéo ống dẫn nước từ đỉnh núi xuống. Sau khi vàng nằm lại máng lọc, bùn đất trôi ra con suối nước và chảy về xuôi. Trước lễ 2 tháng 9, có ít người khai thác, nhưng lợi dụng kỳ nghỉ lễ, nhiều người mang máy móc đào bới lấy vàng. Một người dân cho biết. Từ bãi vàng 699 đi vào rừng sâu khoảng 40 phút là bãi số 8, thôn 3, xã Phước Thành. Nơi đây có 4 lán trại dựng liền kề giữa rừng phòng hộ, phạm vi gần 1.000m2. Dưới tán rừng tự nhiên có các bể chứa nước phục vụ khai thác vàng. Theo người dân, trước lễ 2 tháng 9 ở đây có khoảng 10 người làm việc, song từ ngày 31 tháng 8 tăng lên thêm 15 người. Trong lán trại có nhiều máy nổ, máy hơi, máy phát điện. Những người đào vàng trái phép dùng để đưa ánh sáng và không khí vào hầm dài hàng chục mét. Bãi hoạt động khoảng 2 tháng do nhiều người chung tiền mua máy móc, thuê lao động đến làm việc để lấy vàng. Một phu vàng cho biết. Gần bãi số 8, một cây gỗ đường kính gần 1 mét bị đốn hạ, thân gỗ được cưa xẻ để dựng lán trại, cọc chống hầm. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn cho biết, hai bãi vàng này không được cấp phép, lực lượng chức năng nhiều lần đốt lán, phá hủy máy móc, gần đây nhất là hôm 15 tháng 8. Tại huyện Phước Sơn, đầu tháng 7, sau khi phản ánh hai bãi vàng trái phép cây đa và cầu ván xã Phước Lộc, lực lượng chức năng huyện đã đốt các lán trại, phá hủy máy móc của vàng tặc.